Xin mến chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đã có mặt tại nhà của anh Sự ở quận Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Sự có về một số bonsai ha. Giá thanh lý rất mềm quý vị, nhanh tay dần lên ha. Rồi, chào anh. Rồi, anh Tam Tâm kính chào chú anh chị em trên miền nước mình ha. Nay em giao lưu cô chú anh chị em là 30 mấy cây phôi, em Dạ. còn cũng còn ba mấy cây thì cũng Tết đó rồi. Em nay em cũng xả hàng tri ân cho cô chú anh chị mình nào giờ ủng hộ em ha. Nay em bán xả láng cho cô chú anh chị mình luôn á. Dạ. Rồi mong cô chú anh em xem clip ủng hộ cho em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Thì cũng em chân thành cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ em lúc vừa qua, cũng chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Thì cũng vô tiếp theo là mã số 18 nha cô chú. À, 18 ha. A18 đi. À, 18 Nhớ ha. giùm em A18 nha. Dạ. Tại vì ba bữa trước em có quay B từ số 1 tới số 90 rồi. Dạ. Thì em sợ trùng clip ha. Nhớ giùm em là B18 đầu tiên. Đó. Rồi. A18 A ha. A này A clip này clip A đi. Dạ. Rồi A18 ha. Đây, hoành 26. Rồi. Cái cũ chỗ này là 30 chẵn nha cô chú. Cái này đẹp nè. Này bán sập sàn của chú anh chị em mình luôn. Đó. Dáng thế cực phê luôn. Bị cháy nắng, anh kéo cái bàn xích vô một tí để cháy nắng. Rồi, ok. Đây, đế đẹp luôn, dáng đẹp luôn. Hoành thân lớn chà bá lửa luôn. Rồi giao lưu cô chú chỉ giá là 600k. Nói Rồi, chung 600 ha. nói chung cũng sát giá cô chú chị mình rồi nha. Em bán cũng sẽ lỗ sập sàn luôn đó. Nó hoành vậy có 600k luôn, cây đẹp luôn. Rồi tiếp tục A19 nè. À, Cô chú 19 anh chị em mình nhớ giùm em cái A giùm nha cô chú. Đây. Hoành thân 28 rồi cô chú. ha. Rồi. Xích dưới đây chút là 33 ha. Bộ đế đẹp đây. Này nó bị hơi lỗi chút xíu cho đó nha cô chú. Chiều cao là 1 mét ha. Này nó bị lỗi chút xíu chỗ này nhưng mà cây mình không mục không sao nha cô chú. Đây, bình thường. À. Đó, hoành thân lớn 28 tay cành rất đẹp luôn cô chú ơi. Rồi, giao lưu cô chú anh chị em giá là 700 ha. Rồi, 700. Đó, 700k luôn. Quá đẹp luôn. Cây này phê nè. Rồi A19. Rồi tiếp tục A20. A20. Rồi. Rồi những cây Một lần này luôn, cô chú anh ổn chị rồi. về chơi đổ chơi ha. Mai này thì về bao sống cô chú anh chị 100% hết rồi, khỏi cực. Cắt đổ luôn đi. Chơi cây quái đi. Bán rẻ của chú anh chị mình về chơi hoành 21 nha. Cái cũ 39. Đó, giờ mình không chơi này mình chơi chơi đổ vậy nè. Cắt luôn. Đó, chơi cái cũ với cắt đổ nha. Rồi giao lô cô chú giá 250 à. Rồi, 20 Đó, hoành đây. thân chà bá luôn, cũ vậy bán 250 của chú anh chị mình luôn. Rồi này nói chung là hết hết mức rồi nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, tiếp tục A21. Rồi clip này cô chú anh chị em chọn cái nào nhớ giùm em cái mã A giùm em ha. Hoành 21. Cổ chỗ này là 36 cô chú. Đặt xích chỗ này là tới 53 luôn ha. Đó giờ mình cắt đây mình ghép đi, nói chung cắt đây ghép đẹp nè. Nói muốn nuôi cành này cũng đẹp. Nói chung cành này cũng được. Rồi giao lưu cô chú anh chị giá là 350. Rồi, Hồi trăm giờ rưỡi đấy giờ bán 350 cô chú quá phê đây. Đó. Rồi mã số 22 ha. rồi, 23 22 A22. ha. Cây này em thú nha cô chú. Hoành thân là 23 ha, một em thú cực đẹp ha. Chân từ trước ra tới em đuôi em nó là 3 tấc 6 nè, cây đẹp. Chiều cao nó là 88 ha. Đó. Có dáng thú này cực kỳ phê nha cô chú. Rồi cây này giao lưu cũng chính là 600k ha. Rồi, 600 Đó em thú hoành dày là 600k luôn. Cực đẹp cho em thú này luôn. Rồi, cây thần chậu, cây này cây thần chậu của chú. Cây này tẩm gai ế cây này nè. Rồi hoành thân là hai gần 25 tính 24 của chú, còn rồi. cũ qua tại cũ nè. Hết thân cũ chưa. Rồi cái này em chơi lùng lực mình cắt xuống này, em chơi lùng lực luôn. Cái này cắt xuống về đây luôn, bỏ luôn lấy lùng lực chơi nè. Đó, lấy lên dài tắt là chơi đẹp rồi. 4 tắc 2 à. Đó vừa cũ đế này là thần chậu nha cô chú. Về trồng thoải mái. Rồi giao lưu cô chú chỉ giá 350 luôn. Rồi, Đó, ba mau trăm rẻ luôn cô rưỡi chú ơi. Cây này quá đẹp luôn rồi. Rồi nói chung hàng này em không bớt được nha cô chú chị mình. Em bán con này là em lỗ sập sàn luôn rồi. Là không còn bớt được nữa nha. Cô chú chị mình xem like thấy ưng ý hợp nhãn cái nào cứ ủng hộ cái đó. Rồi hoành thân là 24. Cái cũ chỗ này là 31 cô chú. rồi. Còn đây đây đặt đặt cái này là tới 49 nè. Cây này lát đẹp nè. Chiều cao là 96. Đó. À, đây đẹp nè. Cái đế đẹp rồi, dáng lát đẹp luôn ha. Rồi cái này giao lưu cô chú giá 500k ha. Rồi, 500. Trời ơi, chỉ có 500k thôi cô chú ơi, còn gì nữa đâu. Đồng ra đây. Rồi, Quần to tiếp này, tục lực cao. A 25. Cô chú xem clip này nhớ giùm em cái A giùm em kèm em cái A nha cô chú. Rồi hoành thân 27. Mọi người cũng giữ à. 39. Rồi. Bể luôn ha. Đây đây. Đây đây là đúng đẹp nhất là không nói năng gì hết. 71.
chính xác đó, lụm nguyên đàn dù bỏ này luôn, chơi hoặc đàn dù đẹp luôn, rồi 500k luôn, bằng thằng chà bá lửa luôn, 500k luôn. À, cắt cái đàn nó đẹp lắm nha cô chú. Rồi một cây này cây thần chậu nữa nha cô chú, mã số A26 em. Hoành thân cái vị trí này là 28 nha cô chú. Rồi. Đây em đo vị trí này nè, 28 nè. Rồi chiều cao 76 em. Đó, này thì là thần chậu. Rồi giao lưu cô chính chỉ giá chung 350 thôi. Rồi, 350. Sập sàn luôn rồi. Lỗn te đầu luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục A27. Đây cái gì dáng đẹp quá này, tại cành phê luôn. Hoành thân 20. Cũ đặt chỗ này là 42 nha cô chú. Rồi. Đó, cây này chơi đẹp, cây tàn đẹp quá. Chiều cao 79. Đây, rất đẹp. Rồi giao lưu cô chú giá là 400k luôn. Rồi, 400. Đó, cây đẹp thì có 400 luôn nè. Rồi A28. Cái hàng này hàng ghép nha cô chú, mình dèm ghép cây này đẹp nè. Đóng gọi vô lên đầy ráo này. Nói chung lô mai này cô chú anh chị em về yên tâm trồng nha. Đi làm thoải mái không cần săn sóc lâu. Hoành 22. Cái củ này quái quá đây. Củ này sấy đã quá nè. Chỗ này 32. Còn xuống chỗ này 37. Rồi. Cái này củ sấy sấy đẹp lắm cô chú. Đó. Rồi 350 luôn. Rồi, 350 ha. 350. Trời ơi, mấy cái đẹp này 350 luôn cô chú ơi, còn gì nữa đâu. Rồi 29. Rồi 350 luôn. Đo báo giá sao luôn. Báo trước luôn. 21. Cái cũ này 37. Rồi. Tại cái này đế đẹp nè. Đó. Này hàng bo đóng nha, đóng bo chơi. Rồi 350 luôn cho mã số A29 nha. Cái này đế cao quá. Cái này cắt về đây đi cô chú ơi. Đây em lấy ngay đây đi, rút cái tàn vô giùm, rút đây một cái. Rút chỗ này cái lụm ngay chỗ này là được rồi. Lấy tới đây thôi. 56 chiều cao. Tại vậy đó. Hoành thân 26. À. Có lửa cho xí trên này có miếng nha cô chú nè. À. Đó có một ngón tay mình đóng như vậy được ha. À. Rồi. Có hai chân trước luôn. Cái này bộ đế dài ra quái hàng đóng viên thú mình luôn. Đó này chơi lùng lực chỗ này là đẹp nhất à. Đó, chờ cô chú anh chị muốn chơi cao chơi ha. Mình chơi cái dáng này thì dáng lùng thì đẹp hơn. Rồi giao lưu của chính giá là 500k luôn ha. À, bán mau lẹ luôn cô chú ơi. Dán bài nè, lực cây dán bài này, cây này tổng gà mà không có anh em nào chơi được nè. Cây này cái mã số A31 nha. A31. Cây này đẹp tuyệt vời luôn, cái này xù luôn á chú. Hoành 21 nè, còn cũ mình đã lắm. Cũ mình 35 nè. Rồi. Đóng cũ cực đẹp ha, cây này cây thần chậu nha cô chú. Đó. Nè xù nè, lên nguyên cái giải xù này luôn nè cô chú. À. Cây dán bài này đóng cũ này ghép cực đẹp nè. Rồi cho luôn cô chú chỉ giá là 400. À, 400. Ừ. 400k. Cho mã số A31. Rồi tiếp tục mã số A32. Hoành 27 nha cô chú. Hoành thân 23. Chỗ này là cũ này là 33. Cái đấy đặt chỗ này là cái là 345. Rồi cái này giờ không biết cắt sao, muốn chơi hay chơi tầng dù đi cô chú ơi. À, cái này cũng hoành to nè, em bán nói cô chú anh chị em cái này rồi cho cô chú anh chị em giá 350 luôn cho cô chú mình chơi nha. Gửi cho thằng dục quá trời đẹp đẽ này. Trời ơi hoành cái này mình vô giường mua làm gì có cô chú anh chị mình ơi. Thôi cái lá cây này. Lá to hả? Lá nó dài nó bự 19 cm. Rồi. Cái này đẹp ha, hoành gần 21 mình tính 20 thôi. Cái cũ chỗ này là 28 nè, cũ đẹp nè. Còn đấy đặt cái này nó 37 nha. Sổ 2 tắc 3. Đó. Nguyên cái này đẹp nha cô chú. Rồi 400k luôn đi, rồi bán mau lẹ luôn. 400k. Rồi, A34. Hoành thân 23. Trời ơi, cũ nó quái cô chú anh chị mình. Đây đóng cái cũ quái lắm. Cũng mình 41 nè. Rồi. Đó, đóng cũ vậy đó. Nên cực kỳ là quái ha. Đóng cũ đẹp nè. Rồi 400 luôn cô chú ơi. Đó, lấy cái nào lấy ha.
Tiếp tục mã số 35 là mai này, cây mai thần chậu nha cô chú, cũng thần chậu nha cô chú anh chị mình ta trồng rồi á. Rồi, cây này đẹp đó nè. Chữ tiến là 24 nha cô chú. Cái cũ mình là 29 nè. Đó, cây này về đóng ghép vô đẹp ha. Chiều cao nó 2,7. Đó. Rồi, 3,5 luôn cô chú ơi. 350 cô chú chị mình về chơi luôn. Nó này thần chậu về trồng dễ trồng, bươi với đế gì không nha. Rồi, a 36. Hoành 17. Cái cũ còn toàn chỗ này là 26 nha. Rồi thôi cái này khỏi đo gì đó cô chú anh chị mình bán rẻ cô chú chim 150 nè. Rồi, 150 thôi. Chim 150 thôi. Rồi a 37. Cái bộ đế đẹp nè, hoành 19 nha. Cổ chỗ này nó là 31. Rồi, bộ đế đã không? Nhỏ có vỏ đây. Rồi 65 cao. Cái này đẹp nè cô chú ơi, cái này đẹp lắm. Đó, cô chú mình tham khảo cái này đi, cái này đế đẹp lắm, 2,5. Rồi, 2. Trời ơi quá trời rẻ luôn rồi cô chú ơi. Lụm còn gì nữa chần chờ nữa mấy cái này ha. Mai với số 38. Dán ngược. Rồi số 38. A 38, con này em thú nha cô chú. Cái này đẹp nha. Hoành thân là 33, 23. 33 ha. 33 đâu đây nữa đây. Rồi cũ nhỏ nhỏ cho này là 37 ha. Rồi. Chiều xổm nó là 2,1. Chiều cao nó xuống tới đây là 76 ha. Cái này em thú đẹp lắm nha cô chú, tham khảo cái này giùm em ha. Rồi 500k. Rồi 500. Cho một em thú 500. Cực kỳ đẹp cho thú và có 500 luôn. Rồi A39. A39. Này chỉ chơi bộ đế thôi nè, còn cái dáng nó hơi siêu nhẹ nhẹ nó không được đẹp nha. A39. Ai cành 39. Mà. Mã A39. A39 yeah. Ừ. Tay cành không được đẹp lắm. Thôi giờ mình chơi cái thắt đổ đi. Hoành dự tính này là 24 yeah. Cái cũ cho mình nhờ cái cũ này. Cái cũ đóng 40 quá trời đẹp chưa. Mình tổng cái đấy đặt xếp xuống đây cái nữa đặt đẹp luôn. 51 yeah. Đó mình chơi cắt đổ like của chú ơi. Đổ like cho đẹp. Tại mình đóng chơi cái đế này đẹp rồi. Đó 500k yeah, 500. Quá đẹp luôn. Một đế khủng luôn. Rồi tiếp tục. Ừ. Mai em bỏ vậy mà sống nghiêu nga mà về anh em trồng nó ưa bị yếu. Rồi mã số A40, hoành thân là 26. Đây, sân xôi, ha. Gần tính 25 đi, gần 26 tính 25 đi ha. Rồi cái này thì nó có dập dai của chú nè, nói chung về mình test keo chơi không mục, không mục cứng cự, không mục gì hết ha. Về mình test keo chơi đi thì những cái này em cũng bán rẻ của chú chị mình ha. Rồi 400k. Rồi 400. Hoành thân trà bá lửa luôn, 400k thôi. Trời bán còn 300 của chú ơi. Trời ơi cây này đẹp mà ế nữa nè. Cái này chung ngoài nhìn cái bộ đế đẹp đó. Rồi hoành thân là 27 nha. Rồi A41. Em thích chơi cũ vô cũ. Tổng cũ nha, cũ chỗ này là 48 nè. Cũ lớn lắm. Đặt chỗ này là 62 nè, coi chứ thêm rộng ha. Nó chỉ đo có chỗ đặt là 62. Còn cái chung hàng này về cắt ghép rồi coi chú. Về ghép chơi, nếu mà ghép hai cành thóc hai cành cắt cái này lấy đi, cái đầu giót đọt cái này ghép chơi cái này đẹp. Rồi cho luôn giá trên 500k thôi, 500 một bộ đế thôi đủ rồi. Rồi A42, hoành 21 nha. Chỗ này là 26 nè, bộ đế đẹp nồi đế ha. Đó rồi cái này đẹp lắm nha cô chú, tay cành đều rang ngang 4 sĩ. Rồi 400k cho mã số A42. Rồi chung hàng này thì cô chú chị mình xem thấy cái nào hợp nhãn thì mình ủng hộ em á. Còn như hàng này em không bớt được nha cô chú. Bán sập sàn rồi. Này nó bị lũa miếng đây nha cô chú. Mình tính đây đi. Nè em thấy nó răng tới chỗ này, mình tính lấy chỗ này ra đi. Đó thì cũng có chút xíu à nè. Có ngón tay cái em lột vậy ha. Đó. Vậy thôi. Chỗ này hơi bự xíu xíu. Mình về mình chơi ha, thì những cái này em bán không mắc rồi. Nhưng mai mình vẫn sống bình thường, không có chết chóc rồi cô chú anh chị mình yên tâm rồi đi. Rồi hoành thân là 25. Người ta cành đẹp quá đây. Chiều cao là 1m đúng nha. Ta cành đẹp nè. Nói về thôi lọt ra thôi cho miếng cao mình chơi bình thường ha. Ta cành đẹp. Rồi giao lưu cô chú giá 500k luôn. 500 thôi. Hoành to với nhỏ. Đó. Chỉ lửa chút xíu thôi. Rồi tiếp tục A44. Cái này ngoài đế đẹp lắm này.
hoành 22. Cô đế mình được giữ lắm, mà từ cái tổng đây ra tới cái đuôi của nó là hai tấc chín rồi nè, thấy không, kéo dài cái đuôi đẹp lắm này. Cái này đẹp lắm mà cô chú đó. Rồi cho luôn chính giá là 350 luôn đó, còn gì nữa ha, đâu có đầu bán cái đó 350. Chân cẳng trước này quên quen cặp chân trước nè, chân đẹp luôn. Rồi cái này tay cành cũng được đây, cái này đế sáng xấy đã lắm. Rồi hoành 25 rồi. A45. Rồi chiều cao em lấy cái chừng 8 tắc được rồi. Đế điều rang của chúng này, đế bàn và nhẫn điều có đái điều rang. Cái này đẹp nè. Đó. Rồi cho luôn cô chú giá là 450 thôi. Rồi, 450 đi cho cô chú dễ chơi. Đế điều rang luôn, cây này mà đế bàn mà đế đều. Rồi. A46. Rồi dự tính này là 25 luôn ha. Rồi cũ thì thấy thương. Cũ 43. Rồi. Thấy thương cái cũ luôn. Lấy cao 1 mét thôi. Đó này sống cái đó là về yên tâm rồi. Đó. Rồi hoành thân trà bá lửa 400k thôi. Rồi 400. 400 hoành thân trà bá lửa luôn. Rồi em còn mấy cây mai tàn anh em bán cho anh em mình thần chậu nha. Này thần chậu luôn nè. Để em bán cho anh em mình mua, còn em còn 5 cái kia bán cho anh em một solo một phát nào luôn. Rồi hoành thân 25. Cái này cái thần chậu của chú. Cái này ta cành đẹp nè. Đó. Rồi cho logo chính giá là 400k luôn. Rồi 400k cái này thần chậu đẹp lắm nha. Nên em sập sàn của chú anh chị mình luôn. Rồi em cũng còn là 4 cây này, 5 cây này giao lưu cho anh chị em mình rất đẹp. Thần chậu ha. Mình thấy cũ nhưng mà thật sự không phải cũ nha cô chú anh chị mình. Cái mai thần chậu nó vậy đó, cái màu da nó vậy nè, bông lên nè. Bữa hôm cô chú anh chị em thấy cây này đâu có bông đúng không? Mà bông nó mới tí tẹo giờ lên bông đi bông luôn. Nói em chỉ cắt là đi bông toàn diện luôn ha. Này thần chậu rồi, về trồng thoải mái. Anh em nào mới biết trồng mua mấy cây này về dễ trồng hơn, dễ chăm sóc hơn. Hoành một cây là hoành thân 27 nè. Rồi. Nó đẹp. Rồi cây này hoành 25 nè, cái cũ quá sức cái cũ rồi chú ơi. Mai lúc nào có cũ nha. Cũ chỗ này 40 nè. Rồi em đo mấy cây này cho tôi sơ được cho chị mình đúng không? Đó em còn 5 cây này bán phát một là khỏi, không bán lẻ nha. Bán rẻ mà, hoành thân 24. Con cây này đẹp quá đây, cây này đóng dạng thú nè. Dự tính này 28 nè cô chú ơi. Cây này 28 nè. Còn cũ mình là 37 lần. Rồi. Là mấy cây mai này thần chậu hết nha. Rồi cái hoành dự tính này là 20 gần 26 nè. Cái cũ mình 36. Đó, anh em xem này là nói chung là em bao sống với cô chú anh chị mình hết nha. Đó, một cốt một đẹp ha. Rồi, năm cái này giao lưu cô chỉ như lá giá luôn hết là 2,5 triệu ha. Đó, giao lưu cô chị 500.000 một cây, quá rẻ rồi. Đó, hoành thân trà bá nữa, ngoài thần chậu mà dán giá này quá ok, về có bông xài luôn cô chú. Rồi thì cũng mong cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em, hôm nay em cũng xả lỗ quá sức lỗ rồi cô chú. Mong cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Chúc mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.